Rồi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn ha. Hôm nay tình cờ thì Kiên đi qua cái ngã ba đường Lữ Gia và đường Lý Thường Kiệt. Thì Kiên gặp cụ ở đây này, cụ đang ngồi xin ăn ở đây này. Thì Kiên thấy cụ rất là tội, thì Kiên đã cho cụ một ít gọi là tấm lòng của Kiên rồi. Nhưng mà thấy cụ tội quá nên là mình cũng nên chia sẻ giúp đỡ cụ một chút xíu để cụ có niềm vui hơn ở trong cuộc sống. Thì nãy biết là cụ chưa có điện, chưa ăn cơm. Thì giờ Kiên sẽ kiếm cái quán cơm nào Kiên mua cho cụ một hộp cơm để cụ ăn nhé. Rồi sau đó thì mình sẽ đi về thôi. Đó là cái tấm lòng của mình. Ok, giờ thì Kiên sẽ Kiên mời, có mời cụ để đi ăn luôn. Nhưng mà cụ không có chịu đi nhé. Cụ bảo là cụ phải ngồi đây. Cụ xin cái tiền để cụ sống. Nên là Kiên sẽ đi mua cơm và đem lại đây cho cụ. Kiên cũng đây là cái tấm lòng của Kiên thôi. Cũng Kiên thấy cụ rất là tội nhá, nên là Kiên sẽ đi mua cơm đây. Kiên mời cả nhà cùng đi mua cơm với Kiên cho để giúp đỡ cụ nhá. Cũng có một cái bữa cơm mà buổi tối no ấm lòng hơn. Bên này có bán cơm không? Bên này có cơm thấm này. Kiên sẽ đi mua cơm thấm. Đông quá chưa có qua được. Kiên sẽ thấy quán cơm tấm và Kiên sẽ mua cho cụ một hộp cơm, gọi là đây cũng là cái giúp cụ qua cơn đói. Anh cho một hộp cơm tấm đi em. Ừ. Đây ta bán cơm tấm ở đây cả nhà. Kiên sẽ mang cho cụ nhé. Nói chung là Kiên đi đường thì cái duyên thôi, Kiên thấy những cái mảnh đời như vậy thì Kiên cũng rất là thương. Và mình cũng gọi là muốn làm, gọi là giúp đỡ một cái phần nhỏ thôi, phần nhỏ nào đó thôi. Tại vì trong cuộc sống mình đã còn may mắn hơn rất là nhiều cuộc đời. Nên là mình Kiên muốn gieo những cái điều tốt đẹp vào cuộc sống này. Cho đi nhưng mà mình không có phán xét, mình không có suy nghĩ, cho đi bằng cái tâm của mình. Kiên cảm thấy là đó là niềm vui của Kiên. Ok, đây thì là cái quán hộp cơm này 20.000 thôi, chỉ có 20.000 thôi, khá là rẻ nhé. Nhưng mà giúp cụ qua cái cơn đói. Rồi chúng ta sẽ lại chỗ đó mà chúng ta trao cho cụ, xong đó thì Kiên sẽ đi về nhé. Ăn xin ngay chỗ cái góc ngã tư đường Lữ Gia và đường Thành Thái. Ở bên này là cái đường này, đường chính là đường Lý Thường Kiệt nhé cả nhà. Rồi chúng ta sẽ đi qua đó nhé. Đây là cụ đang ngồi đây này, cụ rất là thương để Kiên hỏi thăm cụ. Cụ ơi, con gửi cụ xất cơm cụ ăn cho đỡ đói nhá. Dạ.
Dạ, dạ. Cụ ăn nhưng mà đói, năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi? 86 rồi chú. 86 hả? Cụ quê ở đâu hả? Thanh Hóa. Ồ, quê Thanh Hóa hả? Cùng quê với con. Ồ, nhưng mà ai đưa cụ vào đây? Bác xe vào đây. À. Bác xe Bắc Nam. Bán chè hả? À, bác xe Bắc Nam vào đây hả? À, bác xe Bắc Nam vào đây. Nhưng mà cụ ngồi đây vậy là có ai đưa cụ về, cụ có chỗ ở không? Bác xe ôm về. À, cụ có chỗ ở không? Thuê phòng. Thuê phòng à? Thuê phòng ở. Thuê phòng hết tháng bao nhiêu? Tháng 2 ông bà 1.7 triệu. À, 2 ông bà 1.7 triệu. Có cả bà nữa. Ồ. Nên là cụ không có sức khỏe nên là không có đi làm thuê cho người ta được, nên là phải đi ăn xin đúng không? Dạ. Dạ. À, con chúc cụ nhiều sức khỏe nhá. Chú cụ nhiều sức khỏe, cụ mời cơm đi, mời cơm đi cho đỡ đói. Sáng là về quê hả? Sáng. Hôm nay 86 tuổi mà cụ vẫn khỏe quá. Dạ. Tôi cũng đi bộ đội về. À, đi bộ đội về hả? Đi bộ đội chống Pháp này. À, đi bộ đội chống Pháp về. Ồ. Nhưng mà cụ đi bộ đội về sao không có giờ không có lương hưu? Về phục viên. Về phục viên không có lương hưu hả? À, về phục viên là không có lương hưu. Dạ. Ồ, phụ cấp không được bao nhiêu hả? Không. À. Cụ ở đâu Thanh Hóa? Ở đâu Thanh Hóa? Thanh Hóa ở Quảng Trương. Quảng Trương. À, cụ ở Quảng Trương Thanh Hóa. À, dạ. Con là con ở Như Thanh này. Tôi cũng ở Như Thanh. Ồ, cụ biết Như Thanh không? Có, tôi biết Như Thanh rồi. À, dạ. Như Thanh xã Như Hòa. Xã. Con là ở xã Hải Long huyện Như Thanh. À, tôi ở xã Yên Thọ. À, Yên Thọ hả? Dạ. Ô, thế là cụ cùng quê với con. Dạ. Dạ. Hôm nay đi qua đây cũng là một cái duyên, con thấy cụ ngồi con rất là thương. Thì con cũng giúp đỡ cụ một phần nho nhỏ. Với lại một suất cơm để cụ có qua cái cơn đói buổi tối. Rồi hôm nào con có cái dịp con chạy qua đây thì con sẽ giúp đỡ cụ nhiều hơn nhá. Dạ. Dạ. À, con mong cụ á, giúp cụ có con cái gì không? Có hai thằng hai con. Hai thằng hai con sao mà để cho cụ đi như này? Bà cho cụ nữ với anh là cho ông bà cụ đi. Sao sao cụ? Bà cho cụ nữ với con cái nữ với anh là cho con nữ được. À. Bây giờ bà già để hay ăn hay uống. À. Có nghĩa là không ở với con cái được. Không, không. Thế anh chị có biết là cụ đi như này không? Có biết cụ đi xin mà vẫn để cụ đi như này hả? Nhưng mà bà cho cụ được, chứ bà tôi đi. À, không ở với con cái được, phải tự lực đi kiếm sống. Ồ. Dạ. Đấy, cả nhà thấy là cụ kể một cái câu chuyện mà Kiên cảm thấy là rất là phải suy nghĩ về cái điều này. À, hồi còn bé thì cha mẹ nuôi con lớn, nhưng mà giờ cha mẹ già rồi. Nhưng mà cụ có trách các con của cụ không? Không trách. Không nuôi tôi là được rồi. À. Miễn là anh không nuôi lấy tôi được rồi. Dạ. Còn là tôi chịu được cánh sinh, tôi đi chịu đua thoải mái bây giờ. À. Anh nuôi đàng hoàng thoải mái. Dạ. Cứ với anh bây giờ bà tôi không ăn nước trà bây giờ là nước anh mua. Dạ. Uống rượu trà. À. Rút lá. Dạ. Bây giờ tự do thoải mái. Cụ thích tự do thoải mái đúng không? À. Nhưng mà cụ ngồi như này á thì có ai đến gọi là có giấy tờ cho đàng hoàng, không sợ công an ấy đúng không? Dạ. Công an có đi đàng hoàng. Dạ. À, có nghĩa là cụ muốn tự mình nuôi sống bản thân mình đúng không? Dạ. Dạ. Ờ. Giấy tờ giúp đàng hoàng cũng như giúp. Dạ. À, ngày xưa cụ đi lính con thấy là cái tâm thế của cụ rất là tuyệt vời. Tuy là mình có đi xin nhưng mà đó cũng là cái gọi là cái mồ hôi công sức của mình. Mình bỏ sức lao động ra để mình nuôi sống bản thân mình, đó là một điều rất là ý nghĩa. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ ai chưa người cho. Dạ. Không người thôi. Đúng rồi. Không ăn trước ăn trộm gì là được rồi, mình làm ăn mình gọi là mình lao động theo cái bản kêu sức lực lao động của mình. Dạ. Tôi không phạm pháp với nhà nước cả. Dạ. Tôi xin anh đi
tiếng Anh thôi. Đúng rồi. Không phạm pháp với quy định của nhà nước cả. Dạ. Và trước đây tôi đi bộ đội chống Pháp. Đúng rồi. Về bây giờ tôi không đủ kinh sống, bây giờ tôi đi tự lập tài chính. Dạ. Kinh sống không đi với anh đâu cả. Dạ. Tự mình. Ừ. Dạ. À, con thấy là cụ 86 đúng không? 86 nhưng mà mắt mũi cụ vẫn bình thường đúng không? Vâng. À, tai tiếc vẫn nghe bình thường. Nghe đàng hoàng. Dạ, nghe đàng hoàng. Vẫn khỏe mạnh rồi, chỉ có là không còn răng thôi. Vâng. Dạ. Cái răng thôi. Dạ. Răng anh muốn chết răng mà. Dạ. Tôi đủ răng ấy chứ nhưng mà anh già nữa. Dạ. Dụng đi. Đúng rồi, già phải dụng đi chứ. Vâng. Dạ. Con chúc cụ thật nhiều sức khỏe. Vâng. Dạ. Khi nào con có dịp con qua thì con sẽ thăm cụ nhé. Khi nào có dịp về quê á, con có dịp thì con sẽ thăm cụ. Dạ. Cụ rất là tuyệt vời. Dạ, chú cũng phải là giữ gìn sức khỏe. Dạ. Chú nhà nước. Dạ, con cảm ơn cụ rất là nhiều. Dạ. Bây giờ tí nữa cô về nghỉ cho khỏe nhá, nghỉ rồi, sớm nhá. Tôi có khoảng bây giờ mới có 7 giờ mấy, 8 giờ vậy thôi. Tôi về cho mà. Dạ. 8 giờ về. 8 giờ về, dạ. Bắt xe ôm về. À, bắt xe ôm về. À, bắt xe ôm về đây, chứ về Liên Kiệt đấy. À. Tôi ở phường 14. À, ở phường 14. Dạ. Cô ở phường 14. Dạ. Liên Kiệt đây. Dạ. Đó là khu tỏa. Dạ. Rồi, con chào cụ nhá. Vâng, chúc cụ sức khỏe. Dạ. Cảm ơn chú cũng giữ gìn sức khỏe. Dạ. Tôi cảm ơn chú. Dạ. Đấy, cả nhà thấy là cái nghị lực của cụ rất là tuyệt vời nhá. Vâng. Rồi, cũng là một người lính, ngày xưa đi lính chống Pháp. Nhưng mà giờ thì ngày xưa cụ về phục viên nên là không có lương. Không có lương hưu. Nên là cụ con cái thì không có giúp đỡ gì được. Thì cụ phải đi tự kiếm sống. Vâng. Dạ. Đó là một cái nghị lực rất là tuyệt vời của cụ. À, con chúc cụ nhiều sức khỏe và có một cái gọi là cái cuộc sống nó tốt hơn, có những cái niềm vui nhớ hơn trong cái cuộc sống này, và con thấy cụ luôn cười là điều đó là điều rất là tuyệt vời. Dạ. Vẫn luôn cười, cụ cười rất là tươi và cười nụ cười tỏa ra cái sức sống rất là mãnh liệt. Rồi, con chào cụ. Dạ.